kênh bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. vụ một thí sinh dương tính, phê bình chủ tịch huyện, đề nghị kỷ luật cán bộ. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê bình chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tân Yên và ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện vì để xảy ra trường hợp thí sinh dự thi trung học phổ thông dương tính với sars cov 2 ngày 6 tháng 7 qua tổ chức công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Tại trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 3 đã phát hiện một học sinh lớp 12 là người xã Liên Trung, huyện Tân Yên, dương tính với sars-cov-2. Trước sự việc trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nghiêm khắc phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tân Yên vì đã không thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị giao ban trực tuyến ngày 5 tháng 7 về công tác phòng chống dịch Covid-19, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giao Sở Nội vụ chủ trì cùng Thường trực huyện ủy Tân Yên đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ công tác và kỷ luật các cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc trên. Giao Giám đốc Sở Y tế ban hành ngay quyết định đình chỉ công tác bà Ngô Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, đồng thời thành lập hội đồng xét kỷ luật, bố trí người tạm thời phụ trách Trung tâm Y tế huyện Tân Yên. Trước đó, như dân trí đã đưa tin, chiều ngày mùng 6 tháng 7, em l k t sinh năm 2003, trú tại thôn Hậu, xã Liên Trung, huyện Tân Yên là học sinh lớp 12A7, trường trung học phổ thông Lạng Giang số 3 đến trường để làm thủ tục dự thi, khi về theo thông báo của nhà trường và xã Liên Trung, ML, T, K, T đến trạm y tế xã để test nhanh COVID-19, kết quả dương tính với SARS-CoV-2, L, T, K, T là con gái của F1N, T, N, sinh năm 1983, đang cách ly tại trường mầm non cao xá, huyện Tân Yên là công nhân công ty May GVKT, ở Phúc Thượng, Song Mai, thành phố Bắc Giang. Đời có 2 KF không phát hiện ngày mùng 5 tháng 7, ngay sau khi nhận được thông tin trên, huyện Lạng Giang đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đối với điểm thi trường trung học phổ thông Lạng Giang số 3 sang thi đợt 2 để đảm bảo an toàn cho giáo viên coi thi và thí sinh dự thi. Các trường hợp F1 liên quan đến thí sinh L, T, K, T đã được thông báo và đưa đi cách ly tập trung, các trường hợp khác được hướng dẫn cách ly tại nhà. Báo đoàn, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.